Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Phạm Minh Thắng ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho con hỏi khi đầu thai làm kiếp người, không còn trí nhớ về kiếp trước thì các thành tựu tu tập từ kiếp trước cũng quên hết và bắt đầu lại từ đầu thì có đúng không ạ? Con xin kính tri ân sư ạ. Một người tu tập ở cái đời này, dù mình có tu tập như thế nào đi chăng nữa, thì khi đi đầu thai tái sinh lại làm người, qua cái giai đoạn mà vì tái sinh lại làm người thì sẽ có cái sự trưởng thành dần dần, tức là thân tâm của mình nó cần được trưởng thành dần dần, từ thấp đến cao, từ cái lúc còn non nớt thì dần dần mới trưởng thành, nên cho nên nó quên hết những ký ức ở trong quá khứ, ngay cả những cái pháp môn gì mình đã tu tập trong quá khứ nó cũng quên và không còn nhớ lại nữa. Tuy nó có quên, nó không còn nhớ lại, nhưng mà cái sự thanh tịnh và cấu uế nó khác nhau. Cái người nào mà đã từng tu tập ở trong đời quá khứ, đã từng tu tập rồi, thì đời này sinh ra cái người đấy không nhớ mình đã tu tập gì, nhưng mà cái niềm tin hay là cái tâm, cái phiền não nó ít những cái cấu uế phiền não, tức là cái tâm tham của vị đấy nó yếu, và cái tâm vô tham thì nó mạnh, cái tâm sân nó cũng yếu, cái tâm vô sân nó mạnh, cái tâm si mê tà kiến nó cũng yếu, và cái tâm trí tuệ nó sẽ mạnh hơn. Và khi nào cái người đấy mà có nhân duyên được gặp lại Phật pháp, thì khi nghe Phật pháp một chút thôi là cái vị đấy hiểu sâu được cái giáo pháp đấy, vì vị đấy đã từng học, đã từng thực hành cái pháp ấy rồi, cho nên bây giờ chỉ nghe đến pháp là vị ấy tự nhiên có cái ấn tượng ngay, tự nhiên vị đó có cái sự hoan hỷ, có cái sự thọ trì một cách dễ dàng mau lẹ, và vị ấy sẽ tiếp thu cái chánh pháp đấy dễ dàng, và cái niềm tin nó khởi lên một cách dễ dàng. Rồi từ cái niềm tin đấy phát sinh ra cái tinh tấn, nó phát sinh ra chánh niệm, nó phát sinh ra cái chánh định, và nó phát sinh ra chánh trí. Nhờ đó mà vị ấy đã từng thực hành ở trong quá khứ, thì ở hiện tại vị ấy sẽ có cái tâm, có cái tánh tín này, có cái tánh tuệ nó mạnh. Còn đối với một người chưa thực hành những cái pháp ấy ở trong quá khứ, thì cái đời này cấu uế của vị đó rất là lớn, tức là vị ấy sẽ có những cái tâm phiền não nó rất là mạnh, và những cái tâm thiện nó rất là yếu. Cho nên khi gặp Phật pháp, nếu như vị ấy có được nghe giảng dạy Phật pháp, sinh ra cái thời có Phật pháp, vị ấy có được nghe thì vị ấy cũng không tin, hoặc là vị ấy rất khó có thể khởi lên niềm tin, hoặc là cái niềm tin đó nó rất là yếu ớt, nó không mạnh mẽ. Cho nên vì cái niềm tin yếu ớt vậy, cho nên là cái tinh tấn nó yếu, vì ấy có không nỗ lực, không tinh tấn thực hành cái pháp đó. Vì không tinh tấn thực hành cho nên cái chánh niệm của vị đó yếu, mà cái tà niệm thì nó rất là nhiều. Vì ấy không đạt được nhất tâm, tức là không đạt được cái tâm định tĩnh, và không có phát triển được cái trí tuệ, cho nên là vị ấy không đi đến giải thoát giác ngộ được. Còn những người mà có thực hành ở trong những kiếp quá khứ rồi, thì bây giờ việc thực hành của vị ấy nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng, và vị ấy có thể đi đến cái sự giác ngộ giải thoát được. Còn những người nào mà chưa thực hành thì bây giờ có thực hành nó rất là khó khăn, nó rất là gian khổ, rất là vất vả, và vị ấy phải loay hoay chật vật rất là lâu, và cái hy vọng, cái cơ hội, cái khả năng có thể thành tựu được nó rất là thấp. Còn cái người đã thực hành ở trong quá khứ rồi thì cái cơ hội để thành tựu được cái sự học pháp và hành pháp nó rất là cao. Nó cho nên dù vị ấy không hề nhớ về những cái pháp môn mà mình đã học, đã hành ở trong quá khứ, nhưng mà nó vẫn thể hiện trong cái sự thực hành pháp của vị ấy, nó có cái sự thành công dễ dàng. Và cái người không chưa từng học hành đấy thì nó sẽ thể hiện là cái sự thành tựu của vị đấy rất là khó khăn, hoặc là vị đấy sẽ không tin, không hiểu, không nghe giáo pháp. Dù vị ấy có được gặp thì vị ấy cũng không tin, không hiểu, không nghe, là một cái người vô duyên với giáo pháp. Còn những người đã có duyên sâu dày, đã thực hành pháp rồi, thì bây giờ nó sẽ thành tựu rất là nhanh chóng, chứ không phải là cái sự thực hành đấy là vô ích. Cho nên rằng những người nào đã thực hành thì sẽ có một cái
Có một cái lợi ích rất là lớn cho cái sự thực hành tiếp theo ở đời này, cũng như ở cái đời này mình đang thực hành. Có thể mình thành tựu, cũng có thể có người không thành tựu được những cái pháp giác ngộ giải thoát ở trong đời này, nhưng nó sẽ là nền móng, nó sẽ là nền tảng cho những đời sau. Có thể mình sẽ thành tựu ở cái pháp đó ở trong một cái đời tương lai một cách dễ dàng, nhanh chóng. Vì vậy nên là cái việc thực hành pháp nó không hề bị mà lãng phí, nó không hề mất thời gian, nó không hề uổng công vô ích, mà nó là một cái người đang gây dựng cái nền tảng, cái nền móng vững chắc, và tất cả những cái công phu mình đã bỏ ra thì nó đều đem lại cái lợi ích, vì nó đem lại những công đức, nó đem lại những cái thiện nghiệp, và nó sẽ trổ quả từ những cái công đức thiện nghiệp ấy, khiến cho mình thứ nhất là khi chết không bị rơi vào những cái đọa xứ khổ đau, và nó khiến cho mình là luôn luôn gặp được chánh pháp một cách dễ dàng, và ở những cái đời sau mình thực hành pháp một cách dễ dàng, giác ngộ pháp được một cách dễ dàng. Vì vậy cho nên là mình hãy cần phải thực hành cái pháp đó hết mình, chứ đừng sợ là kiếp sau quên mất mà không thực hành, thì điều đó sẽ là một sai lầm lớn. Dạ, con kính thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Meta. Dạ, con thưa sư, hành giả Meta có hỏi về cách thực hành để có thể nghe những lời bàn tán, bình phẩm, đánh giá, nhận xét khi trong lúc vắng mặt với tâm buông xả, không bám chấp vào lời khen tiếng chê ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư chỉ dạy cho con cách thực hành để có thể nghe những lời bàn tán, bình phẩm, đánh giá, nhận xét với tâm buông xả, không bám chấp vào lời khen tiếng chê ạ. Những lời bàn tán, bình phẩm, đánh giá, nhận xét ạ. Phẩm đánh giá nhận xét khen chê, thì với một cái người còn có cái chấp ngã nó lớn, tức là còn có cái ta này nó lớn quá, thì cái người đấy sẽ luôn luôn vướng bận vào cái khen chê yêu ghét của mọi người ở bên ngoài. Còn khi nào một cái người đấy có được một cái tâm bớt được cái chấp ngã này đi ấy, thì lúc đấy mới có được cái tâm buông xả, không còn bận tâm đến cái chuyện khen chê yêu ghét ở trên người. Nếu mình còn có cái tâm tham ái nó quá lớn, bây giờ mình có cái tâm tham ái đối với cái bản thân mình, từ cái tâm tham ái đấy nó sinh ra cái tâm ngã mạn, ví dụ như là mình luôn luôn nghĩ rằng là mình phải hơn người khác, thì khi mà bị một cái người khác người ta chê bai, khi người ta khen thì mình thích thú, mình hoan hỉ, mình chấp nhận. Khi mà bị một cái lời chê bai chỉ trích một cái là mình sẽ tự ái, mình sẽ bất mãn, mình sẽ sinh ra cái tâm sầu hận. Vậy thì tham ái sinh sầu bi, tham ái sinh sợ hãi. Ai thoát khỏi tham ái, không sầu không sợ hãi? Mình có tham ái thì mình mới có cái sự sợ hãi về cái sự khen chê. Vậy thì khi mình còn tham ái với cái thân này thì nó thế, để diệt trừ được cái tham ái ấy thì mình phải quán tuệ chi ra được các sự thật về cái thân này. Như là một cái người quán thân này là 32 thể trược, tóc lông móng răng da thịt gân, thì lúc nào mình thấy là tóc là uế trược, lông móng răng da là uế trược hôi thối, thịt gân xương tủy thận tim gan lá nách phổi ruột màng bụng phân mật là mủ máu mồ hôi nước mũi nước mắt nước khớp xương nước tiểu, thì nó là hôi thối. Khi mình quán ra như vậy, tuệ chi như vậy, thì khi mà có một cái ai đó khen mình thì mình cũng cảm thấy thản nhiên, thì cái thân 32 thể trược hôi thối này khen thì cũng cũng thế thôi, mà chê thì cũng vô ích, cũng thế thôi, thì nó chỉ là đất nước lửa gió, nó chỉ là những cái pháp bất tịnh, hay là một cái người niệm về xác chết rồi niệm về sự chết trên mình. Khi mình niệm cái xác chết ở bên ngoài, rồi sau đó mình niệm cái sự chết ở bên trong mình thấy cái thân này chắc chắn nó phải già phải bệnh và phải chết, điều đó là không tránh khỏi. Rồi mình sẽ thấy được rằng là với một cái người khen một cái người đã chết, đang chết hay sẽ chết, thì cái tiếng khen ấy nó cũng chẳng có giá trị gì. Hay là một cái người chê bai một cái xác chết thì cái xác chết đấy cũng chẳng sầu muộn, chẳng có than vãn gì. Một cái người mà có cái sự niệm về sự chết một cách chánh niệm tỉnh giác miên mật thường xuyên, luôn luôn thấy cái thân này là sẽ phải chết, chắc chắn sẽ chết, thể nhập và có thể đạt thành tựu được như vậy, thì với một cái người khen chê nó giống như người khen chê cái xác chết ấy. Cái xác chết nó cứ nằm dửng dưng, nó nằm chơ chơ đấy,
Mình có xem cái xác chết, xác chết chẳng cười, mình có chê xác chết, mình có đánh đập cái xác chết nên nó cũng chẳng buồn, chẳng phiền muội gì hết. Vậy thì nếu như một cái người nào mà thành tựu thực hành thuần thục viên mãn được cái pháp niệm về sự chết vì đấy sẽ hết en chê, hay là một cái người có thể thấy ra được cái thân này là nam muộn là danh sắc, thấy được cái tính sinh diệt, thấy được cái dự vô thường, thấy được cái khổ, thấy được cái vô ngã của nó, của cái thân tâm này, nhờ cái pháp thiền tuệ, nhờ pháp thiền quán đấy, thì cái vị đấy cũng còn tự tại cao hơn cái mức độ nhờ cái pháp những cái pháp thiền định tương đối, thì nó đè nén được những cái cấu uế phiền não đấy tương đối. Nhưng nếu mà thực hành được pháp thiền tuệ này thì cái sự khen chê đấy hoàn toàn thấy được cả cái tính vô thường của cái người khen chê đấy. Cũng sẽ thấy ra được cái tâm lý khen chê của cái người khen chê ấy cũng là vô thường khổ vô ngã, cái lời khen chê ấy cũng là vô thường khổ vô ngã, và cái người bị khen chê cũng là vô thường khổ vô ngã, thì lúc đấy chẳng còn một cái chút nào bận tâm vướng bận vào cái sự khen chê yêu ghét của bất cứ ai ở trên đời nữa, vì cái bản thân mình, thân người hay những cái lời khen chê yêu ghét đấy nó cũng đều là vô thường, là giả tạo, là không có thật. Nó cũng chỉ như một cái tiếng vang, như một cái tiếng động, một cái tiếng vang của hai cái vật nó tác động vào nhau mà thôi. Nhưng bây giờ mình cầm một cái vật chất này mình đập vào một cái vật chất khác, nó phát lên những cái âm thanh có những cái thể loại khác nhau, có những cái phát ra những cái âm thanh khác nhau. Cũng vậy, nó chỉ cái lời khen chê yêu ghét ở trên đời ấy, nó chỉ là những cái sắc do tâm sinh, nó đập vào cái sắc do nghiệp sinh, nó phát ra những cái âm thanh, nó chỉ là những cái vật chất trong cái sắc thân con người nó tác động cùng với cái sự tác ý khác nhau, và nó sinh lên rồi nó diệt đi ngay tức thì. Với một cái người tuệ tri quán liễu tri được cái tính sinh diệt ấy rồi thì không còn, thì buông xả hết hoàn toàn. Vậy thì cái quá trình mình thực hành thiền chỉ, thực hành thiền quán mà được có kết quả rồi thì sẽ không còn chấp vào cái khen chê yêu ghét nữa. Còn nếu như là mình còn tham ái, mình còn ngã mạn, mình còn vô minh, còn chấp thủ thì mình mới còn vướng bận vào những cái chuyện phù phiếm ở trên thế gian, mình còn bị dao động bởi những cái khen chê yêu ghét đấy thì còn khổ đau. Thế nào mình thực hành rốt thành tựu được những cái pháp thiền chỉ quán rồi, cái pháp thiền nào nó cũng sẽ khiến cho mình tự tại trước cái sự khen chê yêu ghét ấy, nên cần phải thọ trì và thực hành những cái pháp thiền chỉ và thiền quán miên mật thì sẽ mới có thể không bị dao động bởi những cái lời đàm tiếu nhận xét phán xét hay là nhận định khen chê yêu ghét của người khác nữa, thì lúc đấy mình biết rõ bản thân mình như thế nào và cái người khen chê yêu ghét đấy như thế nào, mình đã tuệ chi, đã liễu chi, đã giác ngộ, đã hiểu rõ ra rồi thì mới buông xả được, và mình chưa hiểu ra được thì mình mới sẽ không buông xả được. Vì vậy nên là mình cần phải thực hành thiền thì mới ngộ ra được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Văn Hải ạ. Dạ, con kính bạch sư, xin sư cho hoan hỷ cho con hỏi một số câu hỏi. Có tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, nhưng để quyết định thì hành động đó là tốt hay xấu đều do ý thức gây ra. Vậy tại sao phải chia ra tam nghiệp mà không gộp lại còn ý nghiệp thôi ạ? Tam nghiệp đúng là nó sẽ có tam thân nghiệp cũng là do ý thức điều hành, và khẩu nghiệp cũng là do ý thức, mình khởi lên cái ý nói cái chuyện gì đó thì mình mới làm, mình khởi lên cái ý hành động gì đó thì mình mới hành động, mình khởi lên cái ý nói cái lời gì đó rồi mình mới nói, rồi mình khởi lên cái ý suy nghĩ suy xét tư duy quán sát một cái gì đó rồi mình mới thì những cái tâm đó nó mới khởi lên cái suy nghĩ ấy, cái suy tư, cái suy xét phán xét nhận định ấy nó mới khởi lên, thì tất cả nó đều là do ý nghiệp của mình, nó đều phát sinh phát khởi cội nguồn cội gốc từ cái ý của mình. Nhưng mà để phân chia ra như vậy, để chia mổ xẻ ra như vậy là nó tùy theo từng người. Đối với những cái người sơ cơ mới học Phật pháp mà nói thẳng vào ý nghiệp thì quá là thâm sâu,
vì cái ý nó không có hình, nó không có tướng, nó không có biểu hiện rõ ràng được. Cho nên là với một cái người sơ cơ thì cần phải hiểu từ những cái cụ thể nhất, những cái dễ hiểu nhất, rồi sau đó mới tiến lên, mới hiểu đến những cái thâm sâu khó hiểu hơn. Vì bây giờ nói đến thân nghiệp hành động thì ai cũng hiểu là sát sinh, trộm cắp, tà dâm là những ác nghiệp về thân. Không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm là những thiện nghiệp về thân. Vậy hãy từ bỏ những cái ác nghiệp đấy, hãy thực hành những cái thiện nghiệp. Thì nói như vậy thì cái người sơ cơ sẽ rất là dễ hiểu. Vậy thì vị ấy sẽ khởi lên cái ý, từ nay ta sẽ từ bỏ những cái hành động như vậy, ta sẽ thực hành những cái hành động như thế, thì vị đó sẽ dễ hiểu. Cũng như vậy, những cái lời nói cũng vậy, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm thì đấy là tội lỗi. Từ bỏ những cái lời nói ấy thì rất là dễ hiểu. Rồi ý nghiệp, không tham, không sân, không tà kiến. Để nói đến ý nghiệp là đã thâm sâu, đã khó hiểu rồi. Đó, vậy nên là phải học từ cái dễ đến cái khó, phải có những cái hình ảnh cụ thể để chỉ dẫn để cho người đấy hiểu ra được. Rồi sau đó thì mới học đến những cái vi tế hơn. Như là một cái người mới bắt đầu học thì học về giới, vì giữ giới rất là dễ. Đấy là nói là hãy từ bỏ sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, hay từ bỏ những lỗi lầm như vậy. Thì khi mà một cái người giữ giới chủ yếu là tu thân, tu để từ bỏ những lỗi lầm ở nơi thân, khi đã viên mãn rồi sẽ thực hành đến phát thiền định để cho chánh niệm tỉnh giác, để đoạn trừ năm triền cái, để thành tựu các cái pháp về tâm định tĩnh, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi từ những cái bước đấy đã khó hơn giữ giới rồi, giữ giới đã khó nhưng mà hành thiền định chứng đắc được các cái tầng thiền ấy còn khó hơn. Nhưng mà để giác ngộ ra được các sự thật, để tuệ chi ra được đây là danh sắc, đây là năm muội, đây là những cái pháp duyên khởi, đây là những cái tính sinh diệt, đây là vô thường, khổ, vô ngã, thì đã là một cái bước rất khó nữa. Vậy thì cái sự thực hành ấy nó có tuần tự từ thấp đến cao. Cần phải thực hành từ cái thấp trước, rồi đến những cái vừa vừa, rồi mới đến những cái pháp cao nhất. Cũng vậy, cái sự tu tập để Đức Phật chia thành ba nghiệp như vậy, để mình hiểu được cái thân nghiệp nó rất là dễ nhìn cái này ra. Khẩu nghiệp nó còn khó hơn một chút nhưng mà vẫn có thể hiểu được. Ý nghiệp đấy, khó hơn một bước nữa. Vậy thì cần phải chia ra, chia sẻ, mổ xẻ ra như vậy để cho những người học Phật, những người học Pháp dễ dàng hiểu ra được một cách tuần tự, hiểu được một cách từ thấp đến cao. Tu thân rồi thì tu khẩu thành tựu rồi thì tu ý. Như vậy tu giới thành tựu rồi thì tu định thành tựu rồi thì tu tuệ. Thì cũng tương tự như thế, pháp như vậy thì mình cần phải học cấp 1, xong rồi nên học đến cấp 2, rồi học đến cấp 3. Chứ mình không, với một cái người bình thường không thể tự nhiên mình nhảy ngay lên cấp 3, mà mình không có học qua cấp 2, cấp 1 được. Như vậy một cái người không dễ dàng chỉ dạy là hãy tu ý, từ bỏ tham sân si thì rất là khó, nhưng mà dạy người ta một cách tuần tự là hãy tu về thân nghiệp, về khẩu nghiệp, rồi mới về ý nghiệp. Như vậy là cho người ta đi từng bước một, từ thấp đến cao. Thì giáo pháp của Đức Phật là vậy, đi phải có tuần tự từ những cái bước thấp rồi đến bước cao. Cho nên là cái pháp về tam nghiệp cũng tương tự như thế. Tam nghiệp là thân nghiệp, rồi đến khẩu nghiệp, rồi đi đến ý nghiệp. Thì đấy là cái giáo pháp có tuần tự như thế. Và mình thực hành tuần tự như thế thì dễ dàng. Còn những ai mà thượng nhân, thượng trí thì mình mới có thể thực hành đi thẳng vào ý nghiệp mà không qua thân nghiệp, khẩu nghiệp được. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành đà Văn Hải ạ. Dạ, con thưa sư, ba la mật bậc trung và ba la mật bậc thượng, khi cho quả ngoài việc đưa đến quả vị Phật độc giác và Phật chánh đẳng chánh giác thì độ lớn khi cho quả sẽ lớn như thế nào ạ? Nhưng mà một vị thực hành ba la mật, ví dụ như bố thí, nó có ba mức độ. Bậc thường là bố thí những cái tài sản ở bên ngoài, bậc trung là mình có thể bố thí được cả những cái một cái phần trên thân thể mình, và bậc thượng có thể bố thí được cả đến cái mạng sống của mình. Thì những cái pháp bố thí ấy nó sẽ cho ra cái quả tùy theo những cái mức độ mình bố thí khác nhau. Đấy, nó bậc thường, bậc trung, bậc thượng thì nó đều có những cái quả báo. Nhưng mà cái quả báo ở cái mức bộ bậc thượng đấy thì nó rất là mạnh. Tức là cái người đấy có thể quên mình để làm một cái việc đấy. Và từ những cái pháp mà mình có thể thành tựu được những cái pháp ba la mật bậc thượng ấy,
thì mình sẽ làm một cái người đã rất gần đến cái sự giải thoát, đã rất gần đi đến cái sự giác ngộ, đã rất gần đạt được những cái pháp thượng nhân rồi, ví dụ như là Đức Phật, để phát nguyện trở thành một cái vị Phật. Tức là trong cái quá trình thực hành Bồ Tát đạo thì trải qua rất nhiều A Tăng kỳ kiếp, một vị Bồ Tát sẽ thực hành những cái pháp ba la mật ở cái mức bậc thường, rồi sau đó đến mức bậc trung. Còn đến khi mà vị ấy có thể thực hành được những cái pháp bậc thượng, là những cái lúc đấy nó gần thành tựu được cái đạo quả chánh đẳng chánh giác rồi, thì lúc đấy sẽ thành tựu được cái pháp bậc thượng ấy. Vậy thì nó cũng phải đi từng bước một, từ cái dễ đến cái khó. Nhưng mà một cái người có thể thực hành được những cái pháp ở bậc thường trước, trải qua rất là nhiều lần đã thực hành thuần thục rồi, mới có thể thực hành được đến cái pháp bậc trung, rồi sau đó mới thể thực hành được đến những cái pháp bậc thượng. Đến những cái pháp bậc thượng thì lúc đấy là nó sẽ cho quả một cách rất là nhanh chóng. Như là cái người ấy có thực hành được những cái pháp bố thí ở mức bậc thượng, giữ giới ở những cái mức bậc thượng, hay có thể xuất gia ở những cái mức bậc thượng, trí tuệ ở cái những mức bậc thượng ấy, thì lúc đấy cái mong cầu, cái sở nguyện, cái sự thành tựu cái chánh đạo chánh quả là nó đã gần được viên mãn rồi, đã gần thành tựu rồi. Còn bình thường thì một cái người bình thường khác rất là khó thực hành được ở cái mức bậc trung bậc thượng, còn chỉ có những bậc có đại nhân đại trí thì mới thực hành ở cái mức bậc thượng đấy. Còn một cái người bình thường, đôi khi mình cũng cũng có người người ta có thể thực hành ở những cái mức bậc thượng được, và nó sẽ cho ra một cái quả rất nhanh chóng, rất là cao thượng. Như là thời Đức Phật thì có một cái có cái vị là ông Cấp Cô Độc, ông ấy là một cái người giữ chay chay giới trong những ngày chay, thì sẽ thọ bát quan chay giới và cả nhà và giữ giới. Thì có một cái người làm công đến, không hề biết Phật pháp, không hề biết tu tập, cho nên là cái ngày chay giới vị ấy vẫn đi ra cánh đồng và làm những cái phận sự hàng ngày. Đến khi trở về thấy mọi người không ăn tối thì vị ấy hỏi ra mới biết được rằng là hôm nay là ngày chay giới, cho nên không ai ăn tối. Rồi vị ấy cũng phát nguyện là vì ông Cấp Cô Độc là con sẽ giữ chay giới trong ngày, trong một nửa ngày, trong một đêm hôm nay, và vị ấy cũng không ăn chiều. Thì khi mà vị ấy không ăn chiều như vậy thì cái đói, và vị ấy bị trúng phong hàn, nhưng mà mọi người nấu cháo cho vị đấy, bảo vị ấy ăn, nhưng mà vị ấy quyết định không ăn, quyết định giữ cái giới đấy cho nó được thanh tịnh, và vị ấy đã chết do cái sự thọ trì giới của mình. Tức là vị ấy đã thực hành thành tựu được cái pháp giữ giới ở mức bậc thượng, tức là thà chết không phạm giới. Thì đấy là một cái người có thể hy sinh mạng sống của mình để giữ giới, thì cái công đức đấy, cái quả đấy nó trổ ngay tức thì, nó khiến cho vị ấy sinh ngay về cõi thiên giới, và thọ hưởng những cái lạc thú ở cõi thiên giới. Vậy thì cái thời gian mà vị ấy thọ trì cái giới đấy chỉ có nửa một đêm thôi, chỉ có từ đầu đêm, đầu đêm đến cuối đêm, tức là chỉ trong một đêm nửa ngày thôi, chứ chưa trọn vẹn một ngày một đêm. Nhưng mà vị ấy sẽ cái quả báo của vị ấy sẽ hưởng phước suốt 36 triệu năm ở cái cõi thiên giới. Thì đấy là cái quả nó sẽ cho như thế, tức là ấy gieo một cái nhân nó rất là ngắn ngủi, trong một cái khoảng thời gian rất là ngắn thôi, nhưng mà vị ấy sẽ được thọ cái quả báo rất là lâu dài, nên là trong suốt 36 triệu năm tiếp theo thì vị ấy sẽ hưởng cái phước của cái khoảng thời gian chỉ có một đêm giữ giới ấy thôi. Thì đấy là cái quả báo nó cao thượng như thế, nó thù thắng như thế. Nhưng từ cái quả báo ấy, từ cái động lực của cái việc giữ giới ấy, vị ấy lại có thể tiếp tục tu tập được, vị ấy lại có thể nhờ cái quả báo phước lành ấy, vị ấy có thể tiếp tục học pháp, tiếp tục thực hành pháp, và vị ấy có thể đi đến giải thoát giác ngộ niết bàn ở trong tương lai được, hay là tạo được những cái công đức thù thắng lớn hơn nữa. Đấy là nhờ cái công đức giữ giới ba la mật ở cái, hay là những cái pháp, tất cả những pháp ba la mật khác cũng vậy, ở cái mức độ bậc trung bậc thượng thì rất là cao thượng, và nó sẽ cho ra cái quả báo cũng sẽ cao thượng, tương ứng với những cái nhân mà vị ấy đã gieo ở trong hiện tại. Còn nếu như vị ấy phát nguyện giữ giới hay thực hành những cái pháp ba la mật này để đi đến chứng ngộ niết bàn chẳng hạn, thì những cái pháp ấy nó sẽ cho cái quả rất nhanh chóng. Ví dụ như có những vị tỳ kheo trong khi mà đang tu tập, có thể có những cái con cọp nó đến nó tha đi, và trong cái lúc đấy không màng đến mạng sống, vị ấy vẫn thực hành cái pháp thiền chỉ quán, vị ấy có thể chứng được đạo quả
chứng được các cái thánh đạo thánh quả, hay là chứng quả a la hán ngay trong khi vị ấy đang ở trong miệng con cọp. Đó là có những cái người khi mà đối diện với cái chết rồi thì có thể cái động lực để tu tập nó lại mạnh mẽ hơn, nó lại dứt khoát hơn, nó lại quyết đoán hơn, cho nên là vì khiến cho vị đấy chứng đắc được đạo quả nhanh chóng hơn. Nên là một cái người nào tu tập như vậy thì mình cần phải phát nguyện thà hy sinh cái mạng sống này, không thoái lui trên cái con đường tu đạo này, thì nhờ cái phát nguyện ấy không còn luyến tiếc cái thân này nữa, thì cái mục đích nó sẽ rất là nhanh chóng thành tựu. Như khi Đức Phật ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài cũng khởi lên cái ước nguyện như vậy, thà cho thịt nát xương tan, cho thân thể này có máu, cái dòng máu này có khô cạn, ta cũng sẽ, nếu không đắc đạo, ta sẽ không rời khỏi cái tòa ngồi này. Khi mà trước khi thành đạo, Đức Phật phải phát nguyện như thế, cái quyết tâm như thế, mạnh mẽ như thế, thì sự tu tập nó mới thành tựu được. Vậy cái con đường đạo tu tập này là như thế. Người nào có cái nguyện mạnh mẽ, ta sẽ thà có chết, ta có từ bỏ cái thọ mạng, cái thân mạng này, ta cũng sẽ quyết chí tu tập đến hơi thở cuối cùng. Thì có phát nguyện như thế thì nó sẽ rất nhanh chóng thành tựu. Còn nếu như cái người nào nghĩ rằng nó an vui, tự tại, thoải mái thì ta thực hành. Khi nào nó mệt mỏi thì ta sẽ nghỉ ngơi, dưỡng sức cho nó khỏe rồi ta mới thực hành. Rồi cứ nai rai như vậy, cứ lúc nào nó khỏe mạnh, sung mãn thì bắt đầu thực hành một chút, thấy nó mệt mỏi một tí là thôi ta đi chăm sóc cái sức khỏe đã, có sức khỏe rồi ta sẽ thực hành sau. Thì cái sự mình còn quan tâm cái thân như vậy, còn yêu chiều cái thân như vậy, còn quan trọng cái sức khỏe như vậy, còn no nắng cho cái thân như vậy, thì có cái sự tu tập đấy nai rai muôn đời bạn kiếp, chưa biết đến ngày nào mới thành tựu. Thế nào mình ngày nào cái thân này nó còn sống thì dù nó có bệnh tật ốm đau gì chăng nữa ta cũng vẫn thực hành. Cái thực hành này quan trọng hơn là đi chăm sóc cho cái thân này, có thực hành như vậy mới thành tựu được. Còn mình không có cái ước nguyện như vậy thì rất lâu rất khó thành tựu. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Văn Hải ạ. Dạ, con thưa sư, khi tạo thiện nghiệp trong hiện tại thì có thể chiêu cảm quả thiện trong quá khứ để có thể chủ quả ở hiện tại được không ạ? Khi tạo cái thiện nghiệp ở hiện tại, nó có, nó sẽ trổ những cái quả thiện nghiệp ở trong quá khứ. Như là một cái người mình đã từng tu tập ở nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ, nhưng nếu như đời này mình không tu tập, thì những cái quả thiện nghiệp về những cái con đường giới định tuệ tu tập trong quá khứ nó không trổ, vì nó không có đủ duyên, mình không tạo duyên cho nó không trổ được. Mà nó chỉ trổ những cái quả mà mình đã sống cái đời sống thế gian tại gia ở trong quá khứ trước thôi. Như là cái quả là mình sẽ gặp cái người này để kết duyên vợ chồng với nhau, mình sẽ gặp những cái người này sẽ có con cái với nhau, làm cha mẹ con cái và những cái duyên đời với nhau. Còn nếu như cái người đấy lựa chọn con đường từ bỏ đời sống để xuất gia, thì những cái duyên, những cái nghiệp về thế tục ấy nó không trổ. Tức là cái người này đáng lẽ là vợ, là con, là thân bằng quyến thuộc của mình, thì nó sẽ không trổ nữa, mà nó sẽ trổ vào cái đường đạo của mình. Ê, cái giới nó sẽ trổ cái thiện nghiệp về giữ giới, cái thiện nghiệp về hành thiền chỉ quán, những cái thiện nghiệp về xuất gia, những cái thiện nghiệp về trí tuệ nó mới trổ. Thì lúc đấy nó sẽ trổ quả trên cái con đường đạo. Thì một cái người mình đi theo con đường gì thì nó sẽ tạo ra cái những cái thiện nghiệp đấy nó sẽ trổ quả. Cũng như vậy, nếu một người nào mình mà tạo ác nghiệp thì cái ác nghiệp ấy nó cũng dễ dàng trổ quả. Ví dụ như là cái người đấy muốn đi tham gia đánh nhau, muốn đi tham gia những cái bè phái này kia, thì những cái quả mà mình đã sát sinh, mình đã hận thù, mình đã gây hấn với ai, lúc đấy nó trổ quả. Bắt đầu sinh ra cái sự đấu tranh, chiến tranh, cạnh tranh, đấu đá, tàn sát, sát hại lẫn nhau, thì nó sẽ trổ quả. Vậy thì mình đi cái con đường nào thì những cái nghiệp tương ứng với con đường đấy nó sẽ trổ quả. Đi con đường đạo thì những cái nghiệp tu đạo nó trổ quả. Đi con đường đời, những cái nghiệp về thế tục nó sẽ trổ quả. Mình đi về cái con đường thiện thì cái thiện nó trổ quả. Đi về con đường ác thì cái ác nó trổ quả. Vậy là nó có nhân có quả, nó sẽ trổ theo cái đường mình đi. Mình đi đường nào thì những cái quả đấy nó sẽ trổ theo. Nhưng cái điều đó là có cái sự trổ quả theo cái hành động của mình lựa chọn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Văn Hải ạ.
Dạ, con thưa sư, tuổi thọ của các vị sống ở cõi trời sắc giới thường tính bằng A Tăng kỳ kiếp. Vậy nếu một vị tu thiền và chỉ thiền quán đúng pháp suốt cuộc đời, có phải là vị đó đang tích lũy ba la mật trong nhiều A Tăng kỳ kiếp và có thể hướng tới quả vị Phật Độc Giác hay quả vị Phật Chánh Đẳng Chánh Giác không ạ? Nếu cái tuổi thọ của những cái vị ở các cái cõi vô sắc thì rất là lâu dài, vì ấy có thể sống bằng 20.000 đại kiếp, 40.000 đại kiếp, 80.000 đại kiếp, 80.000 đại kiếp trái đất này. Đấy là một kiếp sống của những cái vị ở những cái cõi phạm thiên vô sắc ấy. Nên một cái người có thể thực hành một cái pháp thiền vô sắc ấy ở cái cõi đời này 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Hoặc là cả đời an trú ở cái pháp thiền đấy, rồi sau này nó sẽ trổ quả ở cái cõi phạm thiên ấy với những cái tuổi thọ được tính bằng các cái đại kiếp trái đất như vậy, nhiều đại kiếp trái đất như vậy. Đấy là cái nhân ở cái đời này nó cho ra cái quả tương lai như vậy. Còn có những cái người thực hành những cái pháp thiền chỉ quán nhưng không hướng đến cái sự trổ quả ở cái cõi phạm thiên, vì ấy thực hành thiền định nhưng mà không vì cái mục đích được sanh về cõi phạm thiên, mà vì ấy thực hành thiền định chỉ với cái mục đích là để làm nền tảng cho thiền tuệ, và vì ấy thực hành các cái pháp thiền tuệ chỉ với cái mục đích chứng ngộ niết bàn. Và cái sự chứng ngộ niết bàn nó có những cái hạng khác nhau, đó là sự chứng ngộ niết bàn của một vị Phật Chánh Đẳng Giác, một vị Phật Độc Giác và Thanh Văn Giác. Tất cả các vị ấy trước khi thành tựu những cái hạnh nguyện của mình đều trải qua những cái quá trình tích lũy ba các cái ba la mật và trải qua các cái quá trình thực hành thiền chỉ quán trước khi giác ngộ. Vậy thì một cái vị mà trở thành Phật Chánh Đẳng Giác là do vị ấy đã ước nguyện trở thành vị Phật Chánh Đẳng Giác, và vị ấy đã tích lũy các ba la mật ở trong 4 A-tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp kể từ khi được một vị Phật thọ ký cho. Vị ấy thực hành các pháp ba la mật bậc thường, bậc trung, bậc thượng. Rồi khi những cái ba la mật ấy nó sung mãn, nó viên mãn đầy đủ rồi thì vị ấy sẽ thực hành thiền chỉ quán và vị ấy giác ngộ trở thành Phật Độc Giác. Còn một vị mà hướng đến trở thành một vị Phật Độc Giác thì là do nhiều đời nhiều kiếp trước vị ấy nguyện trở thành vị Phật Độc Giác rồi. Rồi vị ấy sẽ tích lũy những cái ba la mật ấy trong 2 A-tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp. Khi những ba la mật ấy đầy đủ rồi, đến một lúc nào đó vị ấy thực hành thiền chỉ quán, rồi vị ấy trở thành Phật Độc Giác, giác ngộ các sự thật mà trở thành Phật Độc Giác. Rồi có những vị phát nguyện trở thành những vị Thanh Văn Giác, như là Thượng Thủ Thanh Văn Giác, vị ấy đã tích lũy các ba la mật ấy ở trong 1 A-tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp. Hoặc là có những vị đã phải thực hành 100.000 đại kiếp để trở thành một vị Đại Thanh Văn, cũng phải tích lũy ba la mật trong hàng 100.000 đại kiếp. Có những vị trở thành những vị Thanh Văn thường thì cũng tích lũy những ba la mật ấy ở trong các cái số đại kiếp không có giới hạn, có thể là 100 kiếp, cũng có thể là 10 kiếp, 20 kiếp tùy theo. Cũng phải trải qua rất là nhiều cái đại kiếp đã từng tu tập, đã từng tích lũy các ba la mật như vậy rồi trước khi giác ngộ rốt ráo nữa, thì vị ấy cũng phải trải qua cái quá trình thực hành thiền chỉ quán đó, hành thiền chỉ quán rồi vị ấy mới giác ngộ các sự thật và thành tựu những cái đạo quả Thanh Văn Giác. Thì tất cả những cái vị nào mà thành tựu được các đạo quả ấy đều phải có cái sự tích lũy các ba la mật ở trong quá khứ, và trước khi mà chứng ngộ được cái đạo quả ấy thì vị ấy vẫn phải nỗ lực thực hành cái pháp thiền chỉ quán nữa. Và các vị ấy cũng không ai có thể biết rằng là mình đang tu tập để trở thành một cái vị độc giác Phật hay thanh văn giác. Thì bây giờ tất cả mọi người tu tập chỉ biết là nỗ lực thực hành thiền chỉ quán và hướng đến đoạn trừ phiền não và chấm dứt khổ đau, thì mình cứ cần nỗ lực thực hành như thế. Và nếu như mình đã từng tu tập nhiều kiếp rồi thì mình cái đạo quả ấy có thể nó thành tựu ngay trong đời này, cũng có thể nó sẽ thành tựu ở trong cái đời tiếp theo, cũng có thể nó sẽ thành tựu ở trong có thể nó sẽ thành tựu ở trong những cái đại kiếp sau, và quả còn nó sẽ thành tựu ở nhiều A Tăng kỳ kiếp sau. Mình không thể biết được khi nào nó thành tựu, nhưng cái việc thực hành thì mình cứ thực hành. Còn mình thành tựu được cái gì là do mình ước nguyện thành Phật, thì sau này mình tu thành Phật.
ước nguyện thành độc giác Phật, thành văn Phật, thành văn giác thì sau này nó sẽ thành tựu theo như ước nguyện của mình. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Liên Hoa. Dạ, con thưa sư, con rất thích đi chùa, nhưng chị con không ủng hộ việc con đi chùa, nên mỗi lần đi chùa con lại nói dối là đi công việc. Vậy con có bị phạm vào giới nói dối không ạ? Con xin thành kính tri ân sư ạ. Trong một số giới có khai ra chỉ phạm, trong giới có khai ra, chứ không phải là giới là một cái sự giữ một cách cố thủ, giữ một cách cứng ngắc. Mà ví dụ như giới nói dối, đôi khi nói dối vì lợi ích của mình hay cái lợi ích của người khác. Cái giới đôi khi một cái lời nói thật ra không đúng thời, không đúng lúc, không đúng người, thì mà cái lời nói thật ấy nó lại làm cho nó lại tạo ra cái tội lỗi. Một cái lời nói thật có thể khiến hại người, hại mình, hại người, thì cái lời nói thật đấy này là ác ngôn ác ngữ. Có những cái lời nói dối làm lợi ích được cho mình, cho người, cái lời nói dối ấy lại là thiện ngữ. Như vậy thì cái lời nói ấy mình nói rằng nói là đi công việc, tức là nếu như một cái người có trí tuệ thì người ta sẽ biết cách nói một cách khéo léo. Nhưng là có những người ngăn cản thì người ta không nói thẳng ra là đi chùa nữa, mà mình nói rằng là đi công việc quan trọng, đi công việc cần thiết. Rồi sau đó thì mình vẫn không phạm cái giới đó, không phạm cái giới nói dối đó. Cái giới nói dối là thế, được phép khai ra chỉ phạm, biết rằng nói như thế nào không làm hại mình, không làm hại người, hoặc là cái lời nói đấy đem lại cái lợi ích cho mình, cho người, hoặc là mình biết rằng cái việc đi chùa của mình đem lại cái lợi lạc, đem lại lợi ích như vậy, thì mình đi chùa không có làm tổn hại đến cái người nghe đó, thì cái lời nói dối đấy không phạm giới. Còn nếu như mình cố tình nói dối mà cái lời nói dối ấy nó có hại cho người khác, cho cái người nghe, thì lúc đấy nó mới phạm vào giới nói dối. Thì cái giới nói dối nó còn phải tùy theo cái tác ý của mình, thiện hay là bất thiện ở trong đó. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đức Mạnh ạ. Dạ, con xin đảnh lễ sư. Thưa sư, con đang mắc bệnh về tâm lý và cơ thể khó chữa. Con siêng năng làm phước thiện rồi nguyện cho căn bệnh này được khỏi, thì lời nguyện ấy có được thành tựu không ạ? Và làm phước thiện nào cho quả báo về sức khỏe ạ? Con xin tri ân sư ạ. Nếu mà đang có những cái bệnh, bệnh thì có những cái bệnh do nghiệp sinh, có bệnh do tâm sinh, có bệnh thời tiết, có bệnh do vật thực nó sinh. Nhưng mà khi mình làm những cái thiện nghiệp là mình sẽ tạo ra được cái nghiệp thiện có sức khỏe. Nếu khi nào cái thiện nghiệp ấy nó cho quả thì mình sẽ tạo ra được cái thiện nghiệp có sức khỏe. Thì muốn tạo cái bệnh nó sinh ra từ do nghiệp ấy, là khi mình sát sinh hay là mình hành hạ đánh đập những chúng sinh khác, thì nó sẽ cho ra cái quả báo ở đời này, bệnh tật ốm đau nếu như mà không điều trị tốt sẽ dẫn đến chết sớm, chết non, chết yểm. Đấy là quả báo của cái hành động sát sinh. Thì bây giờ mình muốn cho cái bệnh ấy không tái diễn ở tương lai nữa, thì cần thọ trì giới không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, nói dối, uống rượu. Thì thứ nhất là mình phải thọ trì giới trước đã, không phạm giới, rồi sau đó mình làm những cái thiện nghiệp. Thì những cái thiện nghiệp để nó tăng trưởng sức khỏe đó là cái thiện nghiệp bố thí, như là mình bố thí cho người khác có thức ăn thì nhờ ăn vào mà có sức khỏe, nhờ ăn có sắc đẹp, nhờ ăn có trí tuệ, nên là người bố thí sẽ được những cái phước là có sức khỏe. Hay là mình bố thí dược phẩm, thuốc men, thì nhờ có dược phẩm, thuốc men điều trị được cái bệnh cho người khác một cách nhanh chóng nhất. Vậy cái người nào hay chăm sóc sức khỏe, hay là chăm sóc bệnh nhân, hay là bố thí thuốc men điều trị bệnh cho người khác, thì cái người đấy sẽ tạo ra được cái nhân trực tiếp liên quan đến sức khỏe nhanh chóng nhất. Thì cái phước nhanh chóng nhất đó là hãy bố thí cho người đang có bệnh những cái thuốc cần để điều trị cái bệnh cho cái người khác, thì nó sẽ tạo ra được cái thiện nghiệp liên quan đến sức khỏe mau lẹ nhanh chóng nhất. Hay là những cái phước thiện về bố thí giữ giới, về bố thí rồi, còn mình còn phải học
những cái phước thiện, thanh lọc các cái nội tâm nữa, như là mình cần phải nghe giảng pháp, nó cũng sẽ thay đổi được cái tâm lý của mình. Mình mới hiểu ra được những cái thiện ác, những cái pháp về nhân quả nghiệp báo, mình hiểu ra có chánh tri kiến, thì cái pháp đấy mình cũng cần phải tăng thêm. Những cái phước như là thực hành thiền chỉ quán giữ giới rồi phải liên quan đi với thực hành thiền hàng ngày nữa. Có nhiều người cái bệnh do cái tâm lý của mình, nó phát từ cái tâm sợ hãi, từ cái tâm bất an, từ những cái phiền não không được đối trị, cho nên nó tích tụ lâu ngày, nó phát sinh ra những cái bệnh trên thân. Vậy thì cái người mình có thực hành thiền nữa thì cái nó sẽ tạo ra được những cái phước về sức khỏe, nó cũng sẽ có được cái sự hiện tại lạc trú. Tức là nếu như một cái người nào mà có được cái pháp thiền, có được cái hiện tại lạc trú cao nhất, cao quý, cao thượng, thủ thắng nhất, nó có thể chế ngự được các cái bệnh, những cái nỗi cảm thọ khổ đau ở trên thân. Như là một cái người đấy, mình đang có bệnh mà mình có được cái chánh niệm mạnh, có được cái định lực mạnh sâu ấy, mình chú vào trong thiền một khoảng thời gian 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng liền, thì khi mình xả thiền ra mình thấy thân tâm của mình nó khinh an, nó an lạc, nó nhẹ nhàng, nó định tĩnh, mà lúc đấy mình thấy tất cả những cái sự nhức nhối, cái mệt mỏi trên thân nó đều được giải tỏa, và mình cảm thấy nó rất là thoải mái, dễ dàng. Nó còn hơn là đi điều trị những cái phương pháp trị liệu về bệnh khác. Nên là Đức Phật ngày xưa ngài có những cái bệnh về thân, ngài sẽ chú vào những cái pháp thiền quả, thiền định đó, thì ngài chế ngự được, ngài không còn bị những cái cảm thọ đấy nó chi phối nữa, những cảm thọ về bệnh tật trên thân nó chi phối nữa. Vậy thì người nào mà thực hành thiện, hành thiền mạnh ấy, thành tựu được cái thất giác chi, nó biết cách quân bình được cái tâm thân tâm, thì là cái cách nhanh chóng nhất để giảm bớt được những cái khổ thọ ở trên thân. Thì nói rằng là về bệnh thì nó thế, nếu như nó là quả của những cái bất thiện nghiệp nó chưa hết, thì mình có chữa trị kiểu gì nó cũng chỉ giảm bớt thôi, chứ nó không hết được. Khi nào cái quả của những cái bất thiện nghiệp nó hết rồi thì mình chẳng chữa nó cũng tự hết. Vậy thì khi có bệnh thì đừng có lo quá, mà cứ lo làm thiện nghiệp đi, thiện nghiệp kết hợp với tu tập thân tâm nữa, thế mình thì cái bệnh này nó nhanh chóng tiêu trừ nhất. Dạ, con thưa sư, con xin đọc lên câu hỏi từ hành giả Quang Khải ạ. Dạ, con thưa sư, xin sư cho con hỏi, con của con được 3 tuổi, con thấy rằng nghiệp của nó, nghiệp của con rất lớn, ví dụ như nóng giận, đánh mọi người, có phải đây là nghiệp của con trai con không ạ? Và có cách nào để giảm nghiệp này của con trai con không? Con thấy dạy bảo thì cũng khó, con xin chi ân sư ạ. Nó là do cái tập khí, và mỗi người từ những cái từ một cái chúng sinh khác nhau mà sinh lại có người này. Ví dụ có những người mà kiếp trước mình từng là một cái người hung dữ độc ác, bây giờ tái sinh lại đời này, cái bản chất, cái tập khí, cái tâm tánh hung dữ đó nó vẫn còn. Nhất là những cái người nào mà tái sinh từ rồng, từ cái loài rắn, từ cái loài cọp, mãng xà, hổ báo, hay là từ một cái ác nhân nào đấy sinh lại, thì những cái tánh đấy, những cái tập khí, những cái thói quen đấy nó vẫn bộc phát một cách mạnh mẽ ở cái đời này, ở cái chứ không phải là không có. Cho nên là có người có cái tánh sân, có người có tánh tham, có người có tánh si, có người có tánh tín, có người có tánh tuệ, có người có tánh tư duy. Đấy là cái tâm tánh khác nhau. Khi mình hiểu được cái tâm tánh của một người rồi thì mình sẽ biết cách hành xử với cái người đấy như thế nào cho nó phù hợp. Như người có cái tánh sân ấy, thì mình muốn cho cái tánh sân của người đó nó dịu bớt ấy, thì cái người có cái tánh sân đấy cần phải mình phải biết được cái tâm lý của người đấy. Khi mà cái người đấy được đáp ứng những cái mà người ta mong muốn ấy, thì người ta sẽ bớt cái sân đi. Người ta mà không được đáp ứng những cái điều như người ta mong muốn thì người ta sẽ sân hận rất là nhiều. Và những cái đứa trẻ nào nó sân hận đấy, thì mình không có lấy sân để diệt sân. Tức là nó sân thì mình lại dùng đánh, dùng chửi, chẳng khác gì lấy nửa dập nửa, lấy hận diệt hận thù. Hận thù diệt hận thù không bao giờ có được
tình thương diệt hận thù là định luật ngàn thu, thì cái người đấy mình cần phải hiểu tâm tánh nó, thì mình cần phải cho nó những cái điều mà nó mong muốn, phải cho nó ăn những đồ ngon, cho nó mặc những đồ đẹp, cho nó ở những cái nơi mà có những cái cảnh trí nó dịu dàng, nó mịn màng. Mình cần phải nói những cái lời dịu dàng ôn hòa, mình cần cái tánh tình của mình cần phải có cái sự dịu dàng, cần phải có cái thương mến, cần phải có cái tình thương để mà đối trị cái hận thù đấy, để đối trị cái tánh sân đấy. Chứ nếu như mà cái đứa nó có tánh sân đấy, mình cũng sân lại nó, mình đe dọa, mình đánh chửi nó, thì cái tâm sân đấy nó càng tích tụ, nó càng kết, nó sẽ càng âm ỉ ở bên trong, nó lại còn mạnh mẽ hơn. Giống như cái ngọn lửa nó không có bộc phát lên nữa thì nó âm ỉ ở bên trong, rồi nó khi nào nó gặp đủ cái thời cơ nó bộc phát còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như mình diệt cái tâm sân đó bằng cái sân hận của mình thì sau này nó sẽ bộc phát mạnh hơn. Thế thì mình cần có cái tình thương hơn, cần phải chiều chuộng nó hơn, cần phải dạy dỗ nó hơn, rồi cần phải khuyến hóa hướng về cái điều thiện hơn, cần phải cho nó hiểu về cái, biết được là những cái tập khí đấy là xấu, là lỗi lầm, rồi giáo dục theo từng cái độ tuổi. Nói chung là nó phải lớn lớn tí nữa thì nó mới nhận thức ra, rồi do cái sự có cái sự giáo dục phù hợp, rồi có cái sự hướng thiện cho nó, học pháp từ lúc còn sớm đi, cho nó hướng đến những cái điều thiện đi, biết đi chùa lễ Phật, biết nghe pháp đi, biết kính trọng, biết nói những cái lời có lễ độ, biết học những cái văn hóa hành xử cho phù hợp đi, rồi dần dần lớn lên thì nó sẽ thay đổi được cái tập khí đấy. Cái tâm tánh gì nó cũng thay đổi được hết, dù đã là con người là dễ thay đổi được tâm tánh, thế chỉ khi mà tái sinh làm những cái loài bàng sinh mới không thay đổi được, còn con người thì ai cũng thay đổi được hết, tánh gì cũng thay đổi được hết, không có cái tâm tánh gì nó không thay đổi được. Vì vậy cho nên là mình có cái tánh xấu gì đến đâu cũng đừng có lo. Nếu như biết cách học pháp, ứng dụng pháp vào trong cuộc sống hàng ngày thì cái tánh tham cũng diệt được, tánh sân cũng diệt được, tánh si cũng diệt được. Thì cái tánh sân đấy cần phải phát triển cái tình thương, nữa là hãy cho đi làm từ thiện này, hãy cho phát triển nó đi, biết làm những cái việc bố thí, biết làm những cái việc có lợi ích, rồi dần dần cái tâm từ nó khởi lên, lớn lên một chút nữa thì cho dạy cho nó về những cái lý thuyết về những cái đời sống tình thương, về cái từ bi bác ái hỷ xả, rồi sau đó lớn lên tí nữa thì cho học về những cái thực hành những cái pháp thiền tâm từ bi hỷ xả, thì cái tâm sân đấy nó sẽ hết. Đấy là cái cách để giáo dục để có thể đoạn trừ được cái tánh sân là như vậy. Còn nó là cái tập khí thôi chứ nó không phải là quả báo. Dạ, con bạch sư ạ. Những câu hỏi còn lại con xin phép để buổi tiếp theo ạ. Nghe để hồi hướng. Idam me bunyam asawa khazam vaham hodu. Idam me bunyam nibbanasa pachajo hodu mama punya bhagam sabbasadhanam pachemi Sabbe menamam punyapagam napandu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên thành tựu được niết bàn. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa-du, sa-du, sa-du.